Hôm nay thì mình tiếp tục gửi tới anh em một mẫu vỏ loa full 40. Đây là mẫu vỏ loa mới, thiết kế mẫu mới 2023. Thì cái mẫu sản phẩm này thì nó khá là nhỏ gọn ha. Nó khá là nhỏ gọn. Mặt trước đây, mặt lưới, ở giữa đây là chúng ta lắp logo nha. Thì hiện tại khi mà anh em chúng ta mua cái vỏ này thì mọi người sẽ được tặng đầy đủ phụ kiện lưới này, họng này, cũng như là chạm ở phía sau thùng. Đây là bên hông thùng thì chúng ta sẽ có một cái tay sách giống như này. Thùng thì chúng ta sẽ được là sử dụng vật liệu là ván ép nhập khẩu Malaysia, sơn chống chảy và chống thấm nước. Và ở góc thùng thì chúng ta sẽ có khe ốc như thế này. Đây là khe góc này. Và bên trên thì chúng ta sẽ có một cái lỗ âm ở đây để khi chúng ta trồng cái loa nữa lên thì đảm bảo là cái loa chúng ta khi mà sử dụng ở công suất lớn nó không bị chạy thùng ha. Rồi, đây là một mẫu sản phẩm rất là đẹp. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với Huy theo số hotline clip nha. Xin cảm ơn tất cả anh em. Rồi, anh camera có thể đi một vòng cho tất cả khán giả chúng ta xem về hình thức của cái mẫu vỏ thùng mới 2023 này. Đây là mẫu vỏ thùng full đơn 40 ha.